Thường thường thì Ngân ít có ăn sáng ở ngoài lắm cả nhà. Món ăn này Ngân tự nấu nè, hủ tiếu xương, xương đuôi nha, xương đuôi với chả bò với lại một con tôm luộc nè, nấu với củ cải đơn giản thôi, củ cải trắng như là bắp cải, mình ăn với giá hẹ nha, đó, quá ngon quá ngon, nè xương đuôi, nè cả nhà ơi, ngon quá. Quá ngon, cái này mình kêu chính xác là xương mông hay là xương đuôi hay là một thứ cả nhà. Ngân cũng không rành nữa. Nhưng mà nó rất là ngon. Cục xương nè. Nó món ăn sáng Ngân tự nấu nha, có tép mỡ nữa nè. Tiêu, hành, ớt được. Một chén nước mắm ớt với lại muối ớt vắt chanh. Mời cả nhà ăn sáng nha nha. Bữa sáng sơ sơ vậy thôi. Nước lèo ngọt thanh luôn. Chả bò. Chả bò này em Ngân có đem về không biết ai cho ăn ngon á, ăn rất là ngon. Người ta gói trong lá chuối. Có thể cũng ngon. Là hai bánh kem đem vô tới tới hẻm luôn, bánh kem, bánh giò, bánh chưng, bánh mì. Này là cơm của nhà làm. Không có được khéo tay nha cả nhà. Ngân lấy dao Ngân cắt ra cái nó đã bèn ra luôn. Từ lựa hộp dưa nó bung ra trơn. Không được khéo tay lắm. Tại vì làm nhà ăn cho nên là không có trau chuốt thôi, chứ nếu mà mình chú tâm vô chút xíu nữa thì nó sẽ khéo hơn và sẽ đẹp hơn thôi. Cũng vô bụng mà kể. Thịt heo, thịt nạc dăm, xào bắp cải với cà rốt với lại tôm với lại trứng. Cái này là sốt mayonnaise với lại tương ớt. Khoe với cả nhà là bữa ăn sáng, nhưng mà thật sự ra thì bây giờ là 11 giờ trưa rồi mà mới ăn sáng. Bữa ăn sáng mà 11 giờ trưa. Mà tối này không biết sao bị mất ngủ cả nhà, ngủ không được, khó ngủ. Ngủ ngon lành vậy chứ, ngủ chợp giật mà nó ủa tự nhiên ngủ chợp giật. Kiểu như là ngủ nó thao thức hoài khó chịu. Tối nay mẹ đi vệ sinh một hồi. Con không thấy mẹ đi vệ sinh nữa. Không biết bệnh gì mà ăn đêm đi toilet cả chục lần. Con không có nói láo cả nhà. Vừa vô vừa đi xong vô nằm chừng 5-10 phút đi nữa. Đó là lý do làm cho mình mất ngủ nữa. Hả? Chắc ổn. Nếu mà không ổn thì giờ mẹ còn ngồi đây à. Có bò không? Giòn giòn. Nó không có bở mà không có nghe cái vị bột nhiều. Mà nó thơm tiêu. Thơm tiêu thơm bò. Người ta làm chả là bỏ tiêu nhiều mà ăn ngon. Cục xương. Trong tủ lạnh còn duy nhất một cục xương này thôi cả nhà. Thịt heo thì có nha, thịt heo ba rọi, nạc dăm hay là thịt thì Ngân hay mua, Ngân để dành lắm, nhưng mà bữa nấu gì còn đúng một cục xương. Ngon ngon ngon. Nấu gì cũng 4 người 4 cục xương, 3 người 3 cục xương. Nấu mà lỡ dư 4 cục xương, 3 người mà 4 cục xương, cái lại còn thế nào cũng còn dư. Xương ơi. Nó còn dư cục xương, lý do là hôm bữa nấu gì tao quên. Bớt xương nó không ăn. Cho nên còn dư cục, hả? Mà nấu gì mà 3 cục xương mà quên. Riêu vậy? À, bánh canh. Bánh canh bột gạo. Giá ngon. Giá không xả, không mua trong
siêu thị đó, mà giá sạch đó, nó giòn mà cái đầu nó bự chảng, nó cục ngủng mà đầu bự chảng. Ngân rất là thích ăn tôm, tôm thường, tôm càng, tôm thẻ, tôm trắng hay là tôm hùm, tôm gì cũng ăn được hết, cũng khoái hết. Trời ơi nó bung nè. Thường thôi. Tôm cuộn nó bung. Làm kiểu đó bán cho người ta. Chắc ế. Mở cái tiệm ra xong, mở quán ra xong rồi mình ngồi một mình ngồi ăn với nhân viên rồi ăn. Nước lèo ngon. Nước sao quá nhờ. Nhân phi của hành tỏi bằng nước mỡ rồi xong rồi mình nấu xong mình bỏ tóp mỡ vô nữa, nó ra cái nước lèo nó vị nó thơm. Với nó có vị hẹ nữa. Ngon. Hổng gà chắc cỡ mấy tháng trời Ngân chưa ăn một tô hủ tiếu xương nào luôn á cả nhà. Tự nhiên bữa nay thèm quá à. Nhiều khi nằm ngủ mà tưởng tượng mơ thấy sáng ăn hủ tiếu nữa chứ. Thôi sáng vậy bật dậy chịu khó chịu cực nấu một tô. Xui nó ăn cơm cuộn rồi nấu đúng một tô. Thèm nấu ăn vậy dễ hết. Ăn không thua gì ngoài tiệm nha cả nhà. Nhất là mình nấu hủ tiếu phải có tép mỡ nó sẽ rất là ngon. Tôm chấm muối ớt giác danh. Tôm mà chấm với muối ớt giác danh là đúng bài. Rồi thôi buổi sáng thì Ngân quay sơ sơ sương sương ăn hủ tiếu thì quay cho cả nhà xem chút vậy. Xương mà đem chấm nước mắm mặn. Ngân mê ăn ăn vậy lắm. Hồi nhỏ mỗi lần mà mẹ nấu xương heo hầm, hầm trong súp, hầm củ dền rồi kia là nói chung mà ăn gì mà hầm xương, hầm thịt rồi là chấm thịt vô trong cái nước mắm mặn, nước mắm ớt thì là ăn rất là ngon, rất là khoái. Cảm giác cắn miếng thịt nó ngọt ngọt, nó mềm mềm béo béo. Nó không hề cứng nha, rất là ngon. Cái thấm vị nó mắm mặn nó thơm thơm. Mà nó mặn mặn. Cái mình gấp miếng ớt mình cắn mình ăn. Đỡ. Rồi, con coi gì con coi đó. Tấp mỡ nha. Cay quá, vừa tiêu vừa ớt mà chấm nó mắm mặn đi. Thơm. Nó giòn. Ngân làm cho bé Xu một dĩa mì ý nè cả nhà. Làm cho bé Xu nó ăn sáng. Ngon chưa? Mì ý xào tôm nè, rồi có thịt xay giò viên nè, với lại lạp xưởng. Thấy đủ đồ ăn rồi cho nên là Ngân không có chiên thêm trứng ốp la với lại ớt chuông nè. Có cà chua nhưng mà cà chua nó nhừ rồi. Mình cắt nhỏ 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 cà chua cái mình xào lên đó cả nhà, cho nên là cà chua nó tan cái thành cái nước sốt luôn. Rồi có thêm giá hẹ nữa chứ. Đó, có giá hẹ nữa. Nói chung mì ý thì người ta không có xào giống như Ngân đâu, tại Ngân biến tấu thêm ở cả nhà cho nó có nhiều rau củ đa dạng để cho ăn đỡ ngán đó. Chứ người ta xào với cà chua không à. À mà bữa Ngân coi clip Ngân thấy người ta ở trên mạng người ta ở ngoài nước ngoài người ta ăn mì ý, người ta cũng có xào cái gì ta, cà chua với gì ta, cái gì nè quên rồi. Nói chung là tùy theo mình thích thôi. Đó, tự nhiên nói cái quỷ vốn ta. Nè, rồi mình nêm gia vị đường, nước mắm, bột ngọt, hạt nêm. Đó, với nước tương bậy lộn với tương ớt với cà chua. Tự nhiên cái nước tương. Đó. Nói chuyện có dĩa mỹ không mà nói lộn xộn tùm lum tà la hết trơn. Đó. Nói chung là xào rất là đơn giản, mì ý Việt Nam nha, có lạp xưởng nữa chứ mì ý người ta xào không có lạp xưởng đâu. Rồi, ăn sáng đi con.
Có tôm nè, tôm bự bự không mà ngon lắm. Ngọc sẵn luôn. Nào ăn thử ra ngon, giờ ăn không? Ngon. Nó trồng con thích cái vị nhiều. Ngon giống giống như ở ngoài tiệm không Ngoài tiệm làm khác chứ nó đâu có xào cũng vậy. hả? Mà nó cái vị nhau quay mặt mày coi, quay quay thẳng vô camera cho mẹ nó đó. Chiều nay thì ông xã không mới vừa đi lấy mắt kính cho bé Xu này cả nhà, làm ngày hôm qua là hôm nay mình lấy. Không quay thẳng mẹ, quay cái này cho nó rõ đó. Cái rộng màu xám. Chiều nay ba Xu mua bánh mì cho bé Xu với lại pizza. Bánh pizza. Cái bánh hồi nãy ngoan là pizza mà. Pizza. Cái là bánh gì? Trung quýt là tôi làm phô mai hả? Mà tưởng là phô mai cắt ra chứ. Bánh mì thương hiệu này ăn ngon ở cả nhà, nổi tiếng. Nè. Cái bánh này nãy hình nó cái hình tam giác mày mà tính đâu, mày tưởng là pizza chứ. Có phô mai ngon. Xu hỏi mẹ ăn không mà Xu chừa, nhưng mà Ngân không có ưa ăn bánh kiểu như vậy, cho nên là kêu Xu Xu chừa cho Ngân miếng ít. Nhưng mà cả nhà ăn thử nha. Xu nó sợ mọi người hiểu lầm là Xu dành ăn hết, chừa cho mẹ có chút xíu. Chừa cho mẹ phần ít. Bạn Ngân không ăn. Ngon hả Xu? Lâu lâu ăn ngon ha. Nó béo vị phô mai với lại ăn cái hạt bắp này giòn giòn. Thơm bắp, bắp Mỹ ngon, ngọt ngọt. Bánh mềm mềm. Kiểu y chang như bánh pizza con ơi, giống giống vậy. Mẹ ăn thấy giống. Nhưng mà cái âm thì nó cũng làm bằng bột mì vậy thôi. Ăn giống giống của phô mai béo. Chén cơm của em có trái ớt nằm trên. Chuẩn bị ăn cơm chiều mà chị lại không ăn cơm, tao có mình ăn cơm mà tại vì thấy hồi sáng cơm hồi sáng còn. Thôi ăn cho hết luôn, dọn dẹp luôn. Ăn chán cơm nguội. Chút vào ham canh chua với chiên khô. Có sặc lặn ăn cơm không? Nước ép dưa hấu với cà rốt với tôm ba thứ. Mày cả nhà uống nước ép đi ăn nha. Ăn cái bánh cái uống miếng nước ép cái nó đã gì đâu. Cảm thấy sảng khoái tinh thần mà nó khỏe gì đâu là khỏe. Uống nước ép vô ngọt ngọt, chua chua thơm dưa hấu, thơm mùi tôm ngon. Có vị cà rốt nhẹ nhẹ. Mời cả nhà ăn cơm chiều với Ngân nha. Bữa cơm chiều của Ngân là nhẹ nè, đơn giản vậy nè. Có mình Ngân ăn nè. Ông xã Ngân đi công việc rồi. Canh chua nấu với me. Nấu tôm mà hồi trưa ăn tôm hết rồi. Me với cà chua giá với bạc hà với rau nhút. Ngon lắm. Nghiêm ngon rau ôm với ngò gai. Giờ còn nước hâm đợi ăn vẫn đậm đà. Ngon. Thêm con khô cá sặc rặt. Để Xu chừa cho Ngân một cái bánh. Ngân kia cái bánh này là bánh con sò, không biết chính xác là tên gì không biết nữa. Một cơm nước khô với cơm chua. Ăn miếng khô nha cả nhà, khô này cắt bóc ăn mới được chứ xé ăn quá không? Nước cầm đũa khó ăn. Hôm nay không có quay mặt cả nhà. Quay sơ sơ buổi chiều vậy thôi. Với lại không có trang điểm. Mặt mặt mọc á, quay lên kiểu á. Cho nên quay đồ ăn thôi, quay chơi chơi chút mà ngăn tắt máy nha. Ai hát karaoke? Tôi chịu không vậy? Ngon quá. Ngon, khô. Khô sập rồi. Mà ăn nó sao cơm mà khô. Ngon quá cả nhà, ăn cơm gì mà ngon gì đâu, ngon hơn mình ăn thịt nữa, chết cha đổ. Canh chua rau nhút. Ngon quá, canh chua với rau nhút dữ lắm luôn. Có thêm bông xua lửa hay bông điên điển nữa càng ngon. Đã. Có sạch rằng, cắn miếng nha. Có sạch rằng. Ngon mua dưới quê. Mua dưới quê ngon đem lên. Một của người quen. Từ hôm Tết tới nay vẫn còn cả nhà. Nhà có mình Ngân ăn khô ít Vinh với em Ngân với ông xã Ngân ít ăn. Đi làm xuống ít ăn, nhưng mình có mình Ngân là mua ký khô ăn từ hôm Tết tới nay vẫn còn. Mua ớt. Có đó.
húp canh chua nữa. Cái vị nó giống như canh chua chai ngoài quán người ta bán, mặn mặn ngọt ngọt, có vị cay chua đậm đậm chút nữa ăn ngon. Cái vị chua mà nó canh chua, cái vị chua nó đậm đậm á, nói chung là vị nào cũng đậm mày ăn mới ngon. Khô này xé ăn mới đã. Đó thôi đã chơi hết rồi, khéo xương nha. Con không ăn cùng bữa cơm mà ở nhà bỏ miếng khô vô đó, mình ở nhà nha. Bỏ ăn cơm mà quên cắn ớt là thua. Ăn cơm phải cắn miếng ớt cũng lạ. Ăn thử cái bánh này nha cả nhà, thử đi, nó ngon không nhà Ngân. Hồi xưa giờ không có ăn bánh này luôn, nói chung mà không có thích ăn. Thấy là có bán gì chứ không có thích ăn bánh dạng vậy nên không có mua. Nó giống như patiso, cái vỏ bánh mà nó là patiso, là bánh patiso thì có nhân thịt ở trong, ăn nó thơm bơ, dẻo dẻo, dai dai, xốp xốp. Cái vỏ bánh ngoài giòn, ngọt ngọt, thơm sữa, thơm bơ, cũng ngon. Mình ăn cơm mình ăn cái này cũng ngon, cũng được, lâu lâu ăn cũng được đó chứ. Ngon ha, bánh nó ngon ha con. Con nhìn thấy rõ không? Nhìn thấy chữ nhỏ xíu con nhìn thấy không? Tổ ấm tâm yêu của tôi cần được massage. Chim ơi, tôi không phải dưỡng nè. Đeo cái mắt kính lên nhìn cái mặt khác liền. Sao đi đâu dữ? Có gì đó bất thường, tôi không nghe thấy tiếng Thor. Người mình đeo mắt kính thì nó đẹp, nó dễ thương hay cả nhà, nhưng mà thật sự ra thì không ai mà muốn con mình đeo mắt kính nó đẹp chứ hả? Không phải ai đeo cũng đẹp. Nhưng mà mẹ biết mà thấy đẹp, ai đeo cũng nhìn cũng được, mà đâu ai muốn mà đeo mắt kính mà cận vậy đâu. Nó đeo đẳng mình hoài không rời bỏ cái mắt kính được, bực mình đi đi đâu kè kè cái mắt kính này.